cùng sinh năm 1997 và cùng đang có hợp đồng thi đấu cho các câu lạc bộ nước ngoài. Trần Thị Thanh Thúy và Nguyễn Quang Hải đang là những ngôi sao sáng nhất của thể thao Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Vươn ra biển lớn, Quang Hải và Thanh Thúy sẽ không chỉ được hít thở môi trường thể thao chuyên nghiệp hơn, mà còn nhận được những mức đãi ngộ hoàn toàn mới. Vậy, con số ấy cụ thể là như thế nào? Trở lại Việt Nam tham dự hai giải đấu trong nước là SEA Games 31 và giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022. Trần Thị Thanh Thúy chỉ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp tục xuất ngoại, chinh phục những thử thách mới. Sau khi cùng PFU Bluecat hoàn thành mục tiêu ở V-League 2021, Trần Thị Thanh Thúy sẽ tiếp tục khoác áo đội bóng mèo xanh với vai trò phụ công trong hai mùa giải tiếp theo là 2022-2023 và 2023-2024. VTV Bình Điền Long An và PFU Bluecat đã hoàn tất thống nhất những thủ tục trong hợp đồng xuất ngoại lần này của Thanh Thúy. Ở mùa giải 2022-2023, Thanh Thúy sẽ nhận được mức thu nhập giống như ở mùa 2021. Sang đến mùa giải 2023-2024, nếu phong độ thi đấu ở mùa giải năm nay của Thanh Thúy duy trì ở mức 75%, thì cô sẽ được tăng 20% lương ở mùa giải năm sau. Theo một số nguồn tin, sau 2 năm thi đấu tại Nhật Bản, Thanh Thúy sẽ bỏ túi ngót nghét khoảng 12 tỷ đồng, tức là khoảng 6 tỷ đồng một năm. Đây quả thực là một con số khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ. Dẫu biết, Thanh Thúy 4T hiện đang ở đẳng cấp khá xa với các vận động viên bóng chuyền trong nước. Nhưng nếu nhìn vào chặng đường của Thúy Cò trong thời gian thi đấu tại Nhật, chúng ta sẽ hiểu vì sao cầu thủ người Long An lại được đặt niềm tin nhiều đến vậy. Nhìn lại hai mùa giải đã qua của Thanh Thúy khi thi đấu tại Nhật Bản, chúng ta có thể nhận thấy nữ vận động viên sinh năm 1997 đã có những sự tiến bộ rõ rệt, trở thành một trong những ngoại binh thi đấu ấn tượng nhất của giải đấu. Tháng 8 năm 2019, Thanh Thúy gia nhập câu lạc bộ Denso RB, dù nhận được sự quan tâm của rất nhiều câu lạc bộ ở Thổ Nhĩ Kỳ hay Kazakhstan, Thái Lan, và trở thành vận động viên đầu tiên của Việt Nam được góp mặt ở giải vô địch Nhật Bản. Dẫu vậy, Thanh Thúy đã không có được vị trí chính thức trong đội hình của một câu lạc bộ bóng chuyền lớn tại Nhật Bản, cô chỉ góp mặt trong 16 trận của Denso. Giữa tháng 9 năm 2021, 4T chuyển sang PFU Bluecat, đội bóng luôn xếp ở nhóm cuối của giải đấu. Mèo xanh sở hữu một đội hình tương đối trẻ, khi hầu hết các vận động viên sinh từ năm 1996 đổ lại. Thanh Thúy là vận động viên có chiều cao tốt nhất trong đội hình của câu lạc bộ tỉnh Ishikawa. Trong phần lớn thời gian thi đấu cho PFU Bluecat, 4T chơi ở vị trí phụ công, không phải là sở trường của cô. Do vậy, Thanh Thúy vẫn là cây ghi điểm chủ lực thứ hai của đội sau Melissa Vandes. Với chiều cao 1m93, cô cũng có những đóng góp to lớn trên mặt trận phòng ngự, đặc biệt là với những tình huống chắn bóng. Dù PFU Bluecat không đủ mạnh để cạnh tranh danh hiệu, nhưng đây cũng là nơi Thanh Thúy được trao nhiều cơ hội ra sân hơn. Qua đó, được cọ sát với những tuyển thủ hàng đầu thế giới, gặt hái được rất nhiều kinh nghiệm quý báu trước khi trở lại Việt Nam thi đấu. Còn với Quang Hải, tại Việt Nam, bóng đá là môn thể thao vua và được yêu thích nhất, điều đó không phải bàn cãi. Bằng chứng là những trận đấu của đội tuyển quốc gia hay thậm chí là tại V-League luôn đầy ắp khán giả đến sân, một điều mà phần lớn những môn thể thao khác tại Việt Nam có mơ cũng khó có thể đạt được. Đó cũng chính là lý do tại sao các cầu thủ bóng đá tại Việt Nam lại có mức thu nhập cao hơn hẳn mặt bằng chung so với các vận động viên khác. Người hâm mộ không còn lạ gì với hình ảnh những siêu sao bóng đá Việt Nam tậu siêu xe, xây biệt thự hay mở thương hiệu riêng để kinh doanh. Có thể nói với trình độ của mình và sự quan tâm cuồng nhiệt tại Việt Nam, bóng đá vẫn luôn là môn thể thao đem lại nhiều thứ nhất cho các vận động viên. Nguyễn Quang Hải, 25 tuổi, có trong tay mọi thứ mà một cầu thủ Việt Nam mong muốn, từ chức vô địch AFF Cup, vô địch V-League, quả bóng vàng Việt Nam, huy chương vàng SEA Games cùng với vô số thành tích tại đấu trường quốc tế. Quang Hải đã đưa ra một quyết định hết sức dũng cảm, đó là sang châu Âu, bắt đầu lại từ con số 0 ở một câu lạc bộ gần như vô danh. Ngày 22 tháng 3, Hà Nội FC chính thức thông báo Quang Hải sẽ không ra hợp đồng và Quang Hải sẽ rời câu lạc bộ sau ngày 12 tháng 4, tự do tìm bến đỗ mới trong sự nghiệp của mình. Sau rất nhiều đồn đoán và chờ đợi, bến đỗ mới của Quang Hải đã được chính anh công bố trên Facebook vào hôm 29 tháng 6. Anh tuyên bố đã hoàn thành kiểm tra y tế và chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ Po FC. Đây là đội bóng được đánh giá có quy mô và tiềm lực kinh tế khiêm tốn so với các đội đang chơi tại Ligue 1. Câu lạc bộ này cũng chưa từng thi đấu tại Ligue 1 và từng phải chơi ở các giải bán chuyên trong những năm trước đây. Sân nhà của Po FC được xây mới vào năm 2018 nhưng chỉ có 2 khán đài với sức chứa vỏn vẹn là 4.000 người. Tới với một đội bóng nhỏ là lựa chọn có phần bất ngờ theo suy nghĩ của nhiều người. Tuy nhiên tới câu lạc bộ này, Quang Hải có thể sẽ được thi đấu chính thức. Qua đó, anh có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân hơn, học hỏi kinh nghiệm ở một nền bóng đá hiện đại, tính cạnh tranh cao như ở Pháp. Mục tiêu của Quang Hải khi xuất ngoại là chuyên môn. Chính vì thế, tiền lương với anh chỉ là yếu tố phụ,
bởi POFC không trả lương cầu thủ quá ẩu ĩnh. Theo chuyên trang thống kê tiền lương cầu thủ Capology, quỹ lương của POFC ở mùa giải 2021-2022 vừa qua chỉ là 2,9 triệu euro. Trung bình, mỗi cầu thủ sẽ nhận được khoảng 108.000 euro một mùa, tương đương khoảng 2,7 tỷ đồng Việt Nam. Mức lương tuần của các cầu thủ POFC rơi vào khoảng 2.000 euro, tương đương với gần 50 triệu đồng. Theo đó, Quang Hải sẽ nhận được 104 tuần lương tại POFC, tương đương 5,2 tỷ đồng cho 2 năm. Đây là mức lương khá cao với một cầu thủ châu Á, lại đến từ một nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam. POFC là đội bóng có ngân sách thấp nhất league đơ mùa này, với vỏn vẹn 7,5 triệu euro. Theo nghiên cứu mới nhất của Lekic và chuyên trang tài chính bóng đá Pháp Ecofoot, POFC đã trở thành đội bóng nghèo nhất league đơ mùa này. Các đội bóng mới lên hạng như Annecy và Lava đều có ngân sách cao hơn POFC. Ngân sách trung bình của league đơ hiện tại là khoảng 14,8 triệu euro, tức gần gấp đôi của POFC. Tuy nhiên, mức ngân sách toàn giải tăng chủ yếu do sự xuất hiện của ba tên tuổi mới xuống hạng là Bordeaux, Saint-Étienne và Metz. Với ngân sách hạn chế, POFC gần như không chi tiền mua sắm các cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng này. Thay vào đó, họ chỉ chiêu mộ các cầu thủ tự do hoặc mượn một số cầu thủ chất lượng. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp Quang Hải gia nhập POFC. Sau khi chia tay câu lạc bộ Hà Nội, Nguyễn Quang Hải đã nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn. Dù vậy, anh quyết định chọn POFC nhằm có cơ hội ra sân thi đấu thường xuyên. Ở vòng khai mạc League cuối tuần trước, Quang Hải đã được vào sân từ phút 60 trong trận đấu POFC thua Wigan 0-4. Quang Hải và Thanh Thúy là hai cái tên đình đám nhất làng bóng đá và bóng chuyền Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Cả hai ngôi sao này đã quyết định xuất ngoại, trùng hợp là cùng ký bản hợp đồng 2 năm. Như vậy, với bản hợp đồng 2 năm được Thanh Thúy và VTV Bình Điền Long An ký cùng với PFU Bluecat trong năm nay, Thanh Thúy nhận được khoảng 12 tỷ đồng, còn Quang Hải sẽ nhận được khoảng 5,2 tỷ đồng khi chơi bóng tại châu Âu. Tính ra, Thanh Thúy hưởng lương gấp đôi Quang Hải. Đây chỉ là con số ước tính về mức lương trung bình của hai ngôi sao này và chưa tính đến tiền thưởng. Việc một cầu thủ bóng chuyền hưởng lương cao hơn hẳn cầu thủ bóng đá ở cùng đẳng cấp là điều khá hiếm. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan, thì Trần Thị Thanh Thúy đã xuất ngoại từ năm 2019. Trải qua vài mùa giải ở giải đấu cấp độ cao nhất của bóng chuyền Nhật Bản mới có thể có được vị trí như ngày hôm nay. Cô đã từ một cầu thủ không được trọng dụng trở thành một trong những ngoại binh hàng đầu giải đấu. Còn với Quang Hải, đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên của anh tại châu Âu, lại ở trong một câu lạc bộ có tiềm lực tài chính khiêm tốn tại giải đấu hạng 2 của Pháp. Có lẽ Quang Hải sẽ cần từ 1 đến 2 mùa giải để có thể đạt được thành tựu nào đó tại châu Âu. Quang Hải cũng đang có những bước đầu tiên hệt như Thanh Thúy khi mới xuất ngoại. Chậm mà chắc, kiên nhẫn là những gì Quang Hải cần vào lúc này. Thật khó để nói về lương thưởng so với Thanh Thúy, nhưng biết đâu được, khi đã quen với nền bóng đá mới, Quang Hải sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thì nên nhớ rằng, mức lương khởi điểm của Hải đã là một điều mơ ước với tất cả cầu thủ bóng đá cũng như các vận động viên tại Việt Nam.